Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cùng thích gặm cỏ và nhai cây Sao Nguyễn Đức Trung dính độc Còn Nguyễn Thế Thảo lại thoát Vào ngày 25 tháng 8 Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội Mở phiên tòa sơ thẩm xét sự Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và 14 bị cáo khác Trong vụ nâng khống giá cây xanh Tại Hà Nội Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng đây là vụ án thứ tư cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung phải ra hầu tòa Trước đó, ông Trung đã ba lần bị xét xử trong các vụ án chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Ông Trung hiện đang thi hành tổng cộng 12 năm tù vì các tội danh tại ba vụ án trên. Ông Nguyễn Đức Trung dính độc vì thích nhai cây. Với quyền bính trong tay, ông Nguyễn Đức Trung đã tìm cách để nắn tiền của ngân sách vào trong túi của nhóm lợi ích ông Nguyễn Đức Trung từng đạt danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tuy nhiên, đứng trước cơ hội kiếm tiền, thì anh hùng cũng ra tay để mà kiếm chác, chứ chẳng cần quan tâm đến đạo đức hay nhân cách gì nữa. Lần này, ông Nguyễn Đức Trung hầu tòa vì dự án trồng một triệu cây xanh cho thành phố Hà Nội. Thời điểm đó, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trung đã trực tiếp can thiệp chỉ đạo xuyên suốt quá trình trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố Đầu năm 2016, ông Trung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu ở các quận, huyện và thu gọn đầu mối trồng cây xanh về sở xây dựng. Sau đó, lùa vào tay Bùi Văn Mận, cựu giám đốc công ty sinh thái xanh để thực hiện dự án. Khi dự án được lùa vào bàn tay của đàn em, thì doanh nghiệp cứ mặc sức kê giá để mà rút tiền từ ngân sách của nhà nước, tức là tiền thuế của người dân Việt Nam Cây keo có giá mua từ 700 đến 1800 đồng mỗi cây, được nâng khống lên 9000 đồng một cây. Cây lồng não có giá mua 3,8 triệu đồng mỗi cây, được nâng khống lên 8,2 triệu đồng mỗi cây. Cây sộp có giá mua khoảng 13 triệu đồng mỗi cây, được nâng khống lên 32 triệu đồng mỗi cây. Ông Nguyễn Thế Thảo cũng khoái nhai cây Hà Nội. Có thông tin cho rằng ý đồ lùa dự án vào tay sân sau để mà trục lợi là ý tưởng của tiền nhiệm Nguyễn Thế Thảo. Vào năm 2015, ông Nguyễn Thế Thảo dự định cho chặt 6.700 cây cổ thụ khắp thành phố Hà Nội, sau đó lập nên dự án trồng cây để rút ruột ngân sách. Tuy nhiên, Nguyễn Thế Thảo bị dân phản đối quá rát nên cho dừng dự án chặt cây lại. Cuối cùng, năm 2015, ông Nguyễn Đức Trung lên nắm chính thức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thay cho Nguyễn Thế Thảo. Sau đó, Nguyễn Đức Trung đã thực hiện dự án trồng cây xanh để lùa tiền ngân sách vào cho sân sau của mình. Nguyễn Đức Trung và Trần Đại Quang. Ngoài chuyện nhai cây bị mắc nghẹn thì năm 2016, ông Nguyễn Đức Trung cũng làm dự án cắt cỏ thành phố đến 886 tỷ đồng. Dự án này từng bị xã hội phản ứng gay gắt vì nó quá phi lý, giá cao không thể chấp nhận được. Trước phản ứng dữ dội của xã hội, dự án này rút xuống chỉ còn có 178 tỷ đồng và vẫn thực hiện được. Điều này cho thấy tại sao ông Nguyễn Đức Trung thích gặm cỏ và nhai cây xanh đến như vậy. Bởi làm dự án này rất dễ kê khai khống giá. Trong các món ăn mà các lãnh đạo ưa thích thì món cây xanh và cỏ là món rất dễ sời. Bởi những món hàng này rất dễ nâng giá. Ngoài việc trồng cây xanh còn có dự án tượng đài cũng rất dễ kê giá và đút tiền vào túi riêng. Đó là một phần lý do tại sao các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thích phá cây trồng lại và thích xây tượng đài càng to càng tốt một người giấu tên làm việc trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết như vậy. Thật ra mà nói, Nguyễn Thế Thảo để lại cho thành phố Hà Nội không chỉ chuyện chặt cây, mà còn chuyện ông này thả cho thành phố bị băm nát quy hoạch. Mà trục đường Lê Văn Lương tố hữu là minh chứng rõ nhất. Tuy vậy đến nay, ông Nguyễn Thế Thảo vẫn chưa bị sở gáy. Nếu công bằng thì ông Nguyễn Phú Trọng cần phải tóm luôn Nguyễn Thế Thảo. Nhưng tại sao ông Trọng lại tha cho ông này? có nguồn tin riêng cho biết rằng Nguyễn Đức Trung chính là đệ của một trong ba nhân vật tạo phản, đó là Trần Đại Quang, Nguyễn Đức Trung bị hạ bởi chọn sai phe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp bản tin Cùng thích gặm cỏ và nhai cây sao Nguyễn Đức Trung dính độc, Nguyễn Thế Thảo thì lại thoát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai kiểm soát được quyền lực trong bóng tối? Có thể nói tham nhũng đối với chế độ của Cộng sản là bất trị việc ông nguyễn phú trọng lập ra cây lò đã lâu và hiện nay ông vẫn đang đốt nhưng thực tế là không hề có sự trong sạch nào sau chiến dịch đốt lò cả càng đốt thì tham nhũng càng bùng phát và cứ vụ án sau lại nghiêm trọng hơn vụ án trước lớp lãnh đạo thay thế tham nhũng không thua gì lớp đã bị thành củi không thay đổi thể chế thì không thể kiểm soát được quyền lực như vụ chuyến bay giải cứu việc chạy án vẫn cứ diễn ra một cách trắng trợn có trong sạch được đâu rồi vụ việt á cũng vậy tưởng rằng bắt bớ tràn lan đồng nghĩa với việc ông nguyễn phú trọng chống tham nhũng quyết liệt nhưng không bắt nhiều để rồi đẻ ra thị trường chạy án mà thị trường chạy án là một tiêu cực đáng sợ hơn tham nhũng rất nhiều có chạy án thì công lý bị bóp méo gây tội ác là sẽ bị phán quyết nhẹ tội người vô tội thì lại bị đẩy vào vòng lao lý với những bản án rất nặng quyền lực không bị kiểm soát thì dẫn tới tha hóa đó là điều quá rõ ràng việc quan chức nhúng chàm cho thấy quyền lực các cấp không cực kiểm soát ngay cả nguyễn phú trọng đang muốn dùng cái lò của ông để kiểm soát quyền lực ở những cấp thấp hơn nhưng cũng thất bại quyền lực ngoài ánh sáng có thể ông kiểm soát được nhưng có những hoạt động trong bóng tối, làm sao ông có thể kiểm soát được đây? Ông tạo ra những vụ án lớn, rồi trên nền những vụ án đấy, những kẻ có quyền đã buôn bán các bản án với nhau. Cuối cùng, những thanh củi lớn bị ông đốn hạ, được gỡ tội và chỉ nhận những mức án không tương xứng. Ngày 17 tháng 10 năm 2016 khi đó, trong một lần tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm, trước kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 14 chính ông Nguyễn Phú Trọng đã nói về kiểm soát quyền lực như sau. Phải nhốt quyền lực vào trong lồng cơ chế. Từ đó đến nay không biết ông Trọng đã nhốt được những gì mà quan chức ngày một tha hóa. Thứ quyền lực trong bóng tối của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một đáng sợ. Vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, tờ báo tuổi trẻ của nhà nước Việt Nam có viết bài về vấn đề cần kiểm soát quyền lực nhiều hơn nữa, nhân vụ án Việt Á đây là đề giải cũ được nhắc lại nhưng cũng chẳng có cách nào để mà kiểm soát quyền lực với thể chế chính trị cộng sản hiện nay muốn kiểm soát quyền lực thì phải phân quyền tam quyền phân lập không còn cách nào khác tuy nhiên đảng cộng sản việt nam luôn bác bỏ sự đòi hỏi đa nguyên đa đảng và tam quyền phân lập hiện nay các nền chính trị đa nguyên đa đảng đã quá tiến bộ việc lãnh đạo đất nước được dựa trên rồi có thể bị người dân hạ bệ rất nhiều chuyện bình thường xảy ra các lãnh đạo cấp cao khi bị người dân phê phán họ phải tự soi và cố gắng làm tốt hơn nữa nếu muốn được bầu ai có năng lực lãnh đạo đất nước thì được tiếp tục ai không có khả năng lãnh đạo thì sẽ bị hạ bệ một chính phủ không làm được việc sẽ bị giải tán là chuyện hết sức nhẹ nhàng không phải đổ máu gì cả khi nào việt nam làm được như vậy thì xem như đã kiểm soát được quyền lực khi đó việc giành lấy quyền lực được thực hiện một cách công khai minh bạch người cộng sản một mực phủ nhận dân chủ từ chối cạnh tranh chính trị giữa nhiều đảng phái là họ đã từ chối cho sự an toàn chính họ nhà nước của đảng cộng sản việt nam hiện nay cạnh tranh quyền lực rất thiếu lành mạnh những năm gần đây các đồng chí thuốc nhau đến chết là chuyện không còn hiếm nữa ông nguyễn bá thành trần đại quang và giờ đây có thể là lê văn thành rồi sẽ còn rất nhiều người nối tiếp nếu những người này ở trong bộ máy nhà nước đa đảng thì họ không bị đồng chí của họ ra tay sát hại một cách tàn nhẫn và âm thầm đến như vậy không tam quyền phân lập thì chẳng thể nhốt được quyền lực một khi đảng cộng sản đã dùng luật pháp như công cụ thì sự công bằng không còn nữa cuộc chơi giữa chính quyền và nhân dân đã không dùng luật pháp phân xử công bằng thì cuộc chơi giữa các đồng chí với nhau làm sao có sự phân công và công bằng cho được một khi cái tham càng lớn thì cái ác cũng càng lớn theo. Với đà này thì chuyện đồng chí thịt đồng chí sẽ ngày một phổ biến hơn. Hôm nay ông Lê Văn Thành, ngày mai có thể là Nguyễn Trí Vịnh vân vân và rồi sẽ còn rất nhiều người khác nữa. Trong bóng tối chẳng ai kiểm soát được cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ai kiểm soát được quyền lực trong bóng tối đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de